Em bao giờ đau bụng hết. Không. Muốn thuốc sổ không? Sâu quá à. Không, nó giỡn á, ấy là uống thuốc giảm mỡ mà đang ta nó giảm cái khác chứ không giảm mỡ. Cái này quay phải quay thiệt gần luôn đó. Quay mà quay xa không thấy gì. Tìm không ra. Cái đó mình bật lại được chưa? Chưa được phép bật lại hả? Bao lâu mới được trả? Khó, bật lại là khó. Chắc khó rồi. Nhưng mà mình cũng không năng bây giờ nữa luôn đúng không? Như mình tiếp tục đăng video là hình như được á. Sau này được đó. Tiếc. Tiếc là có đầy đủ hết rồi. Cây mới đâu rồi thầy? Không hả? Có mấy video ấy mà video không ghi tay nữa đầy lắm mà ta. Chờ em vô lại chưa? Tôi chỉ đem lên 4 cái hả? Chị tìm 11 chị đăng lên luôn mà.
Dạ. Ăn mụn rồi, ăn mụn trừ cơ.
Hà ra năm răng Hà đi Sài Gòn không? Hả? Em nhiều ấy. Không thích đây à? Bình thường thôi với em, ví dụ mình ở bình thường thôi. Bình thường châu tàu nhân tình đấy, em nói em. Chị nói thiệt, bình thường. Trên châu chứ. Mình lập công ty nữa. Công ty năng lượng. Trách nhiệm của bà. Loạn quá. Anh bị dưới mái chưa? Chưa mượn nhân tài cho em. Anh em nhà em có đứng mà làm thì sẽ có rồi hết em. Cái tiền mình kìa, do em có tâm đấy. Nói chung là làm phải yêu thích nữa. Rồi với lại là người mình làm hết mình đồ đó. Còn kiểu như khi mà làm được rồi mà họ nghĩ cái phần của họ lợi nhuận á, họ tính toán với mình á, nó không thích những người đó. Đó. Khi là mình làm cho họ ok rồi họ tham á. Thường thường là họ sẽ có lòng tham lắm. Tham làm không được thì không nói chi chứ. Làm được cái là tự nhiên là nảy sinh ý định à. Mấy vị hợp đồng trước, tháng trước trước. Vì làm bao nhiêu thời gian chẳng hạn. Sau thời gian đó thích làm thôi. Đúng rồi. Dùng với chi vậy? Danh. Danh thì theo mình thì là kia được hai cái đứa anh em họ giống về làm cái spa làm phun xong với lại massage rồi thì đang kia. Ủa ra. Ý là kiểu trước hắn lấy kem mụn á, tư hỏi đến làm cái spa. Xong đi tia hốt hết về luôn. Ý là mình mở mình nói chung là mình lấy tay thương hiệu rồi rất là được rồi mình dạy cho rồi mình. Thế không phải là mình, nhưng mà riêng cái chính mình có một cái ở nó là của mình riêng á. Còn nhiều khi ai họ làm chủ rồi là không thích làm máy đâu. Thế là mình làm chủ thôi, còn mình thuê người giỏi đứng đó hoặc là gì đó. Cái gì? Mẹ đi làm mẫu. Mà nãy giờ em làm còn tâm kêu sang không biết. Mà muốn làm mẫu mà sao không nói? Không nói rồi. Tâm nói em. Chứ đã không em cho ba. À, trời ơi, thế Hà làm mới ghê nữa chứ. Cái xong cái em cũng kêu chị bá là em làm mẫu. Bà nhưng mà không nghe, bà không nghe. Trời ơi. Mà sao mà kêu chị ơi, khách chịu đau không được khách. Nhưng mà làm chính làm mới ghê chứ. Khổ quá mà. Chứ không phải cho ba làm mà chứ mình đi làm mà không thấy. Xong lỗ rồi thì đau được. Không có, anh ca là mượn ai mượn ẩn là chị mà nó gọi anh ca ra. Con bé nó là không bị điếc. Không bị điếc mà. Bà đau thì bà quẹo quá nên bà sợ. Bà sợ không dám lấy nữa. Thôi nặng mụn thôi hả? Thôi không sao, bình thường. Sao đó. Thiệt á, khổ ghê á. Con nó mình đi làm cho họ là chết. Gặp chị Loan gì đó thì xong chị Loan phối người làm là ok rồi.
À, và nói là ví dụ như họ thấy tin nhắn của khách là không à, à bé cũng nhắn tin, em cũng kêu, em kêu là khi em sang thì em kêu là mẫu để mấy bạn làm đó kìa, nhưng mà biết rằng ông nói không đúng ai, nói đúng mật tâm bà bị nặng tài á, em kêu là em làm mẫu em xong thì... mà không có ai ở đó luôn à. Là con Tâm hay là ai? Tâm luôn à? Ừ. Mù phạt. Chính chính chủ đây đây. Sao chị là nó đó? Chính là mới ghê chứ. Thôi được rồi thầy ơi. Con đồ bồi đó. Hả? Cái gì? Đòi bồi chứ. Chị là khách đồng mà tuyển mẫu để cho học viên thôi.